Xin chào quý vị và các bạn, mình là Bùi Hiếu trên sửa chữa lắp đặt đầu đi ô tô. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn thấy một ngày làm việc của mình. Có thể nói hôm nay là một ngày làm việc ở mức độ trung bình, nó không quá nhiều việc và cũng không quá ít việc. Mình chỉ quay được những cái hàng mà khách các tỉnh gửi về cho mình thôi, chứ mình không quay được những cái chiếc xe ngày hôm nay đến trực tiếp cửa hàng làm. Thì hôm nay mình làm 6 xe đến trực tiếp cửa hàng làm. Như các bạn trên này là mình này, mình có cái camera thì mình soi từ trên này rồi, mình dùng camera ô tô luôn, có cái màn hình của ô tô luôn, xem trực tiếp trên này. Mình cửa hàng mình có 2 tầng, tầng hai có thể nhìn xuống tầng 1. Thì về thợ thì ở đây mình chỉ có một thợ chính thôi, còn cần tuyển rất nhiều thợ, nhưng mà các thợ đến cửa hàng mình học và làm việc chỉ được một thời gian, chán bỏ không làm nữa. Cái này có thể nói là làm việc bằng đầu óc, nhưng mà thực ra thì nó vẫn là làm việc trực tiếp ở chân tay. Các sĩ tử đời mới giờ ra toàn có thích cấp cặp này, nên là khó. Thì nếu các bạn ai có người nhà người quen mà muốn học cái nghề này, thực sự yêu cái nghề này, thì hãy giới thiệu qua mình. Mình sẽ đào tạo bài bản cẩn thận để các bạn có thể nắm được việc. Và mình cũng nói trước là cái nghề này thì nó không cho các bạn giàu ngay nhanh như kinh doanh được, nhưng mà nó cho các bạn một cái chắc chắn, một cái an tâm, có một cái nghề. Và mình khẳng định nếu các bạn yêu nghề, đam mê nghề, tâm huyết về nghề, yên tâm thì sẽ có một cái gọi là cái cọc để cắm ở cái đất Hà Nội này. Đối với cái nghề này nó không quá kém đâu. Nếu các bạn nào yêu nghề thì hãy liên hệ ngay với mình ở đây luôn. Ngày hôm nay là mình làm bằng này, con đây này. Đây là con Santa Fe, 3 con Santa Fe mình sửa cho hãng Hyundai, Hyundai Hà Đông này, Hyundai ở đại lộ Thăng Long này, không biết, quên này, đại lộ Thăng Long, Hyundai gì này, Hyundai Giải Phóng này, Hyundai Phú Thọ này, đây là Hyundai này ở Việt Trì Phú Thọ này, Hyundai Việt Trì Phú Thọ này, các bạn có thể nhìn thấy mình không rõ này. Đó. Ở đây là Hyundai Hà Đông. Mình quay các bạn xem thì các bạn đừng bảo mình sửa cho cái hãng này nhá, người ta không muốn mang tiếng sửa ngoài. Mình sửa cho các hãng nhiều lắm, các hãng đây cũng hãng này, đây là mình sửa con mẹ E240 cho Anju này, đây cho mẹ Anju này, mẹ Anju mình sửa cũng nhiều. Bây giờ mình về Giải Phóng ở xa rồi nên là sửa Anju nó cũng hạn chế đi, trước kia mình sửa Anju nhiều lắm. Ở đây là cái anh này, là không biết là anh này như là Thái Nguyên, nếu mình không nhầm anh gửi cho mình mấy cái đầu để sửa. Rồi mình đã sửa xong rồi, đang để ở trong này. Đây là một con i10 của một anh ở Thái Bình, anh Tùng ở Thái Bình. Đây là cái hộp tena này rất hay hỏng của bản tena TB các bạn nhé. Các bạn mà hỏng cái hộp này báo lâu signal ấy, ở trên màn hình ấy, thì mang qua cho mình. Đặc điểm nữa là nó không điều khiển được điều hòa. Đây cũng chị Đặng Châu ở Quảng Ninh, cũng là cái hộp tena mình đã sửa xong, mình đóng hộp ngày mai mình gửi về cho chị. Còn trên này là hai cái con i10 mình đã sửa xong rồi, với một con Toyota, con này nó bị kẹt cơ thì mình đã sửa xong, để sửa xong để trên này. Thợ của mình hôm nay là đang sửa xong một con đầu này, đang chạy thử rồi đây này. Anh chạy thử xem chế độ nó chạy ổn không. Là con này chưa sửa xong. Con này chắc là không sửa được. Con này hỏng nặng quá. Ok, ngày hôm nay là mình sửa đây, còn cái này nữa. Còn cái con đầu Android đang bị treo logo này, đang bị lỗi chương trình chạy nó chưa đúng, cho nên nó vẫn chưa chọn được chương trình. Đây là cái đầu TS8 Queen, mang thương hiệu Queenet, nhưng mà nó đều là gọi là TS8 này, nó đang bị không lên nguồn gì cả. Với cơ bản hôm nay mình thấy thôi. Còn hai con loa này nữa. Đây còn hai con loa này. Cái loa này là của con Captiva, nó đang bị hỏng, mình chưa hôm nay nhận được, chưa kịp sửa. Đây mình quay cho các bạn xem thôi. Đấy, mình ngày hôm nay là mình ngoài làm 6 xe đến trực tiếp thì mình làm có bằng đấy con đầu. Nếu các bạn bị hỏng đầu, ô tô thì hãy liên hệ ngay mình để mình có thể tư vấn cho bạn xem là cái đầu đấy có nên sửa hay không, hay là thay cái mới, hay là có phương án nào đấy nó phù hợp thì mình sẽ tư vấn cho.
Còn nếu các bạn mà cần có người muốn học nghề hoặc là muốn tìm một cái việc mà nó liên quan đến cái này thì hãy giới thiệu qua cho mình. Mình nhớ là phải đam mê nghề. Mình quan tâm nhất cái quan trọng là cái đam mê nghề, cái tâm huyết với nghề. Chứ còn làm mấy ông sinh viên toàn đại học ra rồi học làm việc rồi chán lắm. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu chiếc đầu đĩa ô tô các bạn bị hỏng thì hãy liên hệ ngay với mình nhé. Xin chào và tạm biệt.